Yo, hello, what's up chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây từ từ đường phố đấy mọi người nhá. Xin chào tất cả anh em của game kho báu truyền thuyết nha, mình đây từ từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vào video cho anh em xem video về đầu video, anh em subscribe và đăng ký kênh của channel phát triển nhé, cũng có rất nhiều. Lâu ngày rồi, hôm qua bên kho báu truyền thuyết chơi anh em, hôm nay rảnh rảnh ghé đây chơi tí xem này có gì hot không, nắm lông vào game. Vào game bên anh em này, chứ bên kênh tiểu tử bá đạo tôi vẫn vào thường xuyên, cập nhật hiện tại thì tứ hoàng cái thứ ra rất là nhiều các bạn. Nhưng mà lâu lắm rồi không vào con đạc là anh em, hôm nay dành vào đây chơi tí hốt quà luôn. Chắc sợ nhiều quà lắm luôn các bạn, đảm bảo điều đấy. Quét nào, tứ hoàng đô ca Kaido. Hiện tại thì game đang có sự kiện nhận tứ hoàng Kaido này. Khá là ngon. Rồi, máy tiện qua đây thì cũng share cho anh em quả quà đen mới luôn. Ok, trước mắt thì xem nào. Qua đây nhận quà đó các bạn. Nhận quà quà nào. 480 à. Làm mới 120. Ui giời, đây thoải mái reset các bạn. Hoàn tất nhanh nào. Hôm nay quà hốt chắc bao la quà khủng luôn các bạn. Hốt tiếng biết được mấy chục ca kim cương, bao nhiêu vé rành nhỉ? Không trăm vé không? Chấm vé này có cái để chơi các bạn, lại ngồi xây vé thôi. Này vô đây chịu quậy chơi là chính thôi anh em. Xem nào. Kìa. Kim quả rực rỡ coi anh em. 600 kim cương rồi, còn 60 này. Vẫn là 60 các bạn. Ok. Quà đây anh em, chúng ta quà dây không à. Wow, 2k kim cương các bạn. Quà bảo trì 30 này, một quả nữa. Vô. Đây còn không? Số hết rồi các bạn. Nhận nhanh phát nào. 120 vé các bạn, 535 mảnh tướng S, 8k4 kim cương các bạn. Ui. Quá khủng khiếp anh em. Tôi bò lớp thêm quả core dùng chung mới luôn anh em nhá. Đây, bạn nào chưa nhập thì xin thủ nhập này. KBTT 33N ngắn nở dạ, quên nở nhỏ và viết hoa 41. Nói chung các bạn nhớ viết cho chuẩn hoặc lên comment để mở nhảy vô cho ok luôn các bạn nhá. Chúng ta có chiêu mộ Dokai Kaido. Ở đây thì anh em có thể nhận thêm phiếu nữa này. Và có thể vào shop để mua bằng 4k kim cương. Hơi chát đấy nhưng mà tùy. Với tùy mỗi người chơi anh em, các bạn có thể cảm thấy vừa túi tiền hoặc là các bạn thấy vừa hài lòng đổi thôi. Nhưng tôi thực sự muốn đổi lắm. Cứ mất vào quán rượu đây anh em. Ở đây Katakuri nhận chiều mộ là chúng ta có 120 vé các bạn, làm luôn. Hôm nay đi khởi nghiệp, pha đầu khởi nghiệp nghe hơi bị giòn đấy anh em đấy, để không giòn đi. Đây ui giời, đại tướng Franky à, khét đấy nhờ. Cũng khét đấy. Tiếp nào, tím thì bỏ đi anh em. Tím là không muốn xem rồi. Tính nó không muốn xem rồi. Ham 3 lần tím rồi các bạn nha. Ham rồi. Chắc ú luôn. Giả đấy, tím 4 lần. Rất đen quá. MR1 Sửa mất cơ. Ai đây? Ui, xe ngô cư. Cũng ham cho lắm các bạn. Ui, một cháu đó à. Đúng một cháu một các bạn, không hơn, lại tím luôn anh em. Sao thế nhờ. Rồi đỏ cam đây rồi anh em, tiếp tục nào. Ai đây. Luffy. Ui dồi, Sentomaru ạ. Tiếp tục, cam nào. Vậy đi. Tím thì toàn lắm, ai đây. Wow, XZ luôn. Vâng, Luxi các bạn. Califa luôn. MR2 luôn.
được con hoa bạn đây, mấy phát cuối nó phải như vớt 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 kiểu đấy. Rồi tiếp tục là cam các bạn, lần này sẽ là ai đây, xem nào. Wow, hồ tím Furitora anh em. Cam tiếp các bạn, quá ngon. Tiếp tục một phát cam các bạn. Siro Corodai à. Tím này, Luffy. Tím tiếp các bạn. Ai đây? Nào chín. Đại tướng Franky. 15k kim cương. Ở đây mất 6k. Qua đây làm phát các bạn. Làm cái anh em cho nó rực rỡ nha. 4k kim cương lận các bạn. Lâu ngày không qua chơi anh em. Làm cái cho nó rực nữa. Ôi được một mảnh Kaido thôi ạ. À. Chết quá. Mạnh nào. 574 11 cháu. Ô được hai cờ đỏ anh em. Cờ đỏ. Được 3 cháu các bạn. Furitora dư được một form. Ai, khó khăn đấy nhờ. Khó khăn chống chất khó khăn anh em. Đây 5k. 5611 à. 5611 này anh em này. Vừa chọn quay hết các sự kiện rút đến 10 luôn. Mà cảm giác không đáng lắm các bạn. Thì vàng thế nhờ. Thuyền trưởng nào. Thức tỉnh. Thuyền trưởng anh em. Nó gần được này. Một tím thiếu một form nữa anh em. Vòng quay nào. Quay đều đi nào. Cho nên nên săn kata anh em. Ây da, nghe nó cũng không hợp lý lắm ạ. Nói chung là nói cũng không trôi được. Trong lúc chưa biết làm gì thì trước mắt chúng ta cứ nên đi chơi các sự kiện như này các bạn cho nó thoải mái. Tiếp tục quay nào. Ok kìa. Rồi. Ấy. Tay nhanh hơn não là có thật các bạn. Thôi thì làm luôn đi. Toàn thế nhỉ. Chịu bạn thể lực. Nó già. Chưa kịp nhìn thấy gì luôn. Ok các bạn. Nếu đã thế này thì chơi luôn đi. Chơi luôn đi. Bao lần này được 3 vé cam luôn, ngon. Lần này được vé ngon hơn lần này anh em. Tao kích hoạt album 2 tấm lận. Túi đồ. Mạnh nào. Ai đây. Quá khó các bạn. Bảy viên có độ đúng mấy tướng bình thường thôi anh em. Hải quân cửa Fury 45 các bạn. Tứ hoàng còn đắt rõ hơn. Hoán đổi rồi được 200 điểm thôi, có hơn không kém các bạn. Làm cái nào. Ui giời ơi. Usopp ra Usopp thì hoán đổi bằng nhau à. Đúng kiểu hoán đổi bằng nhau các bạn. Ây da, mày căng đấy nhờ. Mày hơi bị căng đây anh em. Thuyền nào. Ờ, trên thuyền. Số điểm tầng bậc. Ây da. Tất tỉnh 100 rồi. Ừ.
50. Tăng bớt phát các bạn. Thiếu ạ, thiếu mất form 3 sao anh em. Em vào trong túi chắc đang có rồi, form 3 sao chắc trong túi là có rồi. Đây. 36 cháu luôn anh em, mãi. Rồi, nói chung thì vui chơi sự kiện thôi anh em. Này rút đi 10 đen quá. Clip kết thúc rồi nha. Anh em mà cần theo giờ thì bye bye mọi người.